Chúa cất tiếng gọi con người đáp trả. Thưa anh chị em, bước vào Chúa Nhật thứ 13 thường niên với chủ đề chính là Chúa cất tiếng gọi. Ngó lời là sáng kiến của Thiên Chúa và con người đáp trả. Elia và Elise là hai nhân chứng. Chúa đã dùng Elia gọi Elise. Elise đáp trả vì là sáng kiến của thiên chúa nên chúa gọi người mà chúa muốn hãy theo ta hôm qua cũng như hôm nay thiên chúa vẫn đến gọi con người ngay giữa dòng đời chúa gọi elise khi ông đang cày ruộng tiếng gọi của thiên chúa là nhất chúa gọi Elise không thể trốn được đến nỗi ông không nói được gì tiếng gọi của thiên chúa là bắt buộc Elia làm điều tốt cho Elise khi ông đòi trở về nhà để hôn chào cha mẹ Elise bỏ lại và chạy theo Elia mà nói rằng Tôi xin đi hôn cha mẹ tôi rồi tôi theo ngài. Khung cảnh thật đơn sơ nhưng đầy xúc động, không giấu được. Khi Chúa gọi con người, con người không thể cưỡng lại. Ngài không dùng sức mạnh để áp đặt. Elise, con ông Sa phát đang cày ruộng với 12 cặp bò. Chính ông đang dẫn cày cặp thứ 12. hai nghĩa là công việc gần xong thiên chúa đề ra cho ông một chân trời mới qua trung gian elia thiên chúa gọi elise một cách rất kín đáo khi elia đến trước ông thì đặt áo choàng mình trên ông không một lời chiêu mộ không một huấn lệnh để bắt ông vâng theo elise thấy sự công chính và hành động ngôn sứ của Elia ông hiểu theo lòng mình tiếng Chúa gọi lấy động lòng người để đáp lại tiếng Chúa con người phải có tự do là lẽ đương nhiên tự do này ấy, do Đức Kitô mang lại cho chúng ta trong bài đọc 2, Thánh Phaolô nói Đức Kitô giải thoát chúng ta để chúng ta thực sự tự do. Chúng ta chỉ thực sự tự do khi chúng ta hoàn toàn đáp lại tiếng Chúa. Từ lúc Thiên Chúa gọi đến lúc con người đón nhận ân sủng để đáp trả cách tự do là cả một thời gian dài để đắn đo và cân nhắc. Như Elise hành động trước tiên là ông thu mình vào trong dĩ vãng và tìm kiếm sự an toàn nơi gia đình đây là người chắc chắn nhưng ơn của thiên chúa là không đổi Elia từ chối sự chạy trốn của Elise dù Elise không lượm áo choàng Elia tặng cho khi Elise tìm gặp được sức mạnh ông nắm bắt ngay Ông bỏ lại tất cả những gì mình đang có để dâng hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa. Tương tự như bài tin mừng, Có ba người được gọi. Nhưng lịch sử cuộc đời của mỗi người khác nhau. Vấn đề là tiếng Chúa gọi và sự đáp trả của con người. Câu hỏi được đặt ra cho người thứ nhất khiến chúng ta suy nghĩ. Trước hết, anh không được Đức Giêsu gọi. Anh đến xin làm một đẻ Chúa. Giống như ở trường hợp các thầy Rabbi, học trò đến xin theo học. Đức Giêsu không ở trong trường hợp đặc biệt này. Người không có điều kiện ổn định. Người đang trên đường, bước vào trường giê xu là lên đường từ bỏ tất cả những gì ổn định ngay cả gia tài và địa vị theo đức giê xu là gắn bó với người lên đường tiến về phía trước cần phải tự mình quyết định nhưng không thể tiến bước một mình người thứ hai là một ngoại lệ. Chính Đức Giêsu gọi anh hãy theo ta. Người này được kêu gọi cách đặc biệt đi vào trong giao ước tình yêu gắn kết với Thầy. Đối với anh ấy, Đức Giêsu yêu cầu từ bỏ cách triệt để, không trở về chôn cất cha mẹ. Khi anh thưa, xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã. Nhưng người đáp, hãy để kẻ chết chôn kẻ chết. Phần con ấy, hãy đi rao giảng Đức Thiên Chúa. Chúng ta không biết anh đáp lại ra sao. Nhưng đòi hỏi ở đây cho thấy, phục vụ nước trời luôn kéo theo một sự từ bỏ tận căn. Từ bỏ chính là thước đo tình yêu của ta đối với Đức Giêsu Người thứ ba, xin theo Đức giê -xu với điều kiện như trong bài đọc một. Thái độ là điều cần phải suy nghĩ. Đối với Đức Giê-xu, cha tay vào cày, nghĩa là đang phục vụ người khác chuẩn bị cây cấy ngoái lại sau là bỏ dở việc. Quyết định này ấy làm sáng tỏ điều trên. Từ bỏ gia đình không phải là một từ bỏ, vì nó mở ra một gia đình khác. Theo Chúa không loại trừ gia đình đầu tiên, nhưng là mở rộng. Gia đình Thiên Chúa là gia đình có Thiên Chúa hiện diện, liên kết hết mọi người lại với nhau một cách chặt chẽ sâu xa hơn gia đình tự nhiên tóm lại nhân đức đầu tiên của trang tin mừng này nhắc nhớ mỗi người chúng ta rằng cuộc sống chỉ đẹp khi thực sự sống tự do chính tự do đức giê xu dứt khoát lên đường đi jerusalem nơi người biết rằng mình sẽ chết giá trị của cuộc sống lớn lao hơn khi người ta sử dụng tự do để phục vụ sự sống cho người khác. Cần bước qua những thử thách trong đời, lắng nghe tiếng Chúa gọi và đáp trả. Lịch sử nhân loại chúng ta đang sống, người này liên đới với người kia. Thánh Phaolô khuyên chúng ta, ước chi tự do của anh em không phải là cái cớ để làm thỏa mãn tính ích kỷ của anh em. Trái lại, anh em hãy phục vụ mọi người trong tình yêu. Công đồng Vaticano II quả quyết rằng kẻ được Thiên Chúa Cha kêu gọi theo ý định của ân sủng Ngài. Đúng thế, theo Chúa là ra khỏi ý định riêng tư để đặt mình trong bàn tay và ý định nhiệm mầu của Chúa. Đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa là đặt mình trên đường theo Chúa. Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con thưa với cả cuộc đời. Lạy Chúa này con đây con xin đến để thi hành thánh ý chúa amen